Nhìn thấy ghê thiệt á. Em nhìn sợ quá anh. Beauty and the Beast. Làm cho scary đi. Ma quái mà cứ cười không vậy? Rồi xong rồi. À, và bây giờ em xin phép một vài phút để những người nào có vấn đề tháng 10 hôm nay, anh Tân có mang một cái bánh đến để cho những người vấn đề tháng 10 được được mừng vấn đề. Thứ nhất là tháng 10 chị ạ. Em tưởng có mình em và muốn sắc khó càng như thứ nhất mà thứ nhì nữa là cái đặc biệt bên đây này ai cũng có quà hết thưa quý vị. Em nói trước là ai cũng có quà cho phải chứ mình em đó, rồi xin quý vị chuẩn bị để anh Tân chạy đi lấy rồi biết các tôi chạy đây. Đèn cày khỏi thổi. Đẹp quá. Nhưng mà tới đây em lại hát hơi kỳ. Anh lên hát đi thôi. Cứ hát bất đơn hát kỳ. Chị Hương. Em xin mời chị lên đến đây. Hôm nay là tới đây của chị Hương và Mai Phương. Anh Mười còn ai nữa không? Anh Trang, anh Trang tháng 10, anh Trang đẹp tháng 10. Anh Trang mới đợi tháng 10. Mới đẹp. Cho nó tính hát không? Dạ được, xin mời tất cả tại vì em. Mời cái phim chưa đẹp, mình đẹp lên.